Chủ kênh Ẩm thực mẹ làm xây nhà 3 tỷ cho mẹ sau 5 năm cố gắng. Để có số tiền xây dựng ngôi nhà mới này, mình đã cố gắng nỗ lực trong suốt 8 năm và làm nhiều công việc từ làm công nhân, đi chụp ảnh và làm YouTube, Đồng Văn Hùng chia sẻ. Nhắc đến những kênh YouTube chữa lành nổi tiếng không thể bỏ qua kênh Ẩm thực mẹ làm với hơn 1 triệu người đăng ký. Chủ nhân của kênh là anh Đồng Văn Hùng 26 tuổi và mẹ là cô Dương Thị Cường 57 tuổi đang sinh sống ở Thái Nguyên với mong muốn truyền tải hình ảnh người mẹ tần tảo những bữa cơm đầy áp tình yêu thương của mẹ và khung cảnh bình dị trốn làng quê Việt Nam. Hùng và mẹ đã tạo ra kênh YouTube giản dị thân thương này. Mới đây Đồng Văn Hùng đã chia sẻ những hình ảnh về căn nhà mới của gia đình nhận về và nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Bên cạnh đó những lời tâm sự của anh chàng cũng khiến nhiều người khâm phục và xúc động. Theo đó Hùng cho biết hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó và thiếu thốn đủ thứ, vì vậy mẹ đã phải lao động rất khổ cực và vất vả để kiếm từng đồng nuôi con nên người. Sau khi học xong cấp 3, Hùng cũng không học cao hơn mà đi làm phụ giúp mẹ và đủ để có kinh tế xây nhà cho mẹ. Anh đã phải cố gắng rất nhiều trong thời gian dài. Hùng chia sẻ, để có số tiền xây được ngôi nhà mới này mình đã phải cố gắng nỗ lực trong suốt 8 năm và làm nhiều công việc từ công nhân, chụp ảnh và làm Youtube. May mắn kênh Youtube của mình được mọi người yêu mến và ủng hộ. Mình đã được trở về nhà làm việc cùng mẹ. Đến năm 2020, khi đã giành được một khoản tiền, Hùng quyết định xây nhà mới cho mẹ trên mảnh đất mà bà ngoại của anh đã để lại cho mẹ. Sau 2 năm dòng dã, Căn nhà đã được hoàn thiện vào năm 2022. Hùng tâm sự. Mình biết ơn hoàn cảnh khó khăn và những ngày tháng cực khổ đó đã cho mình động lực mạnh mẽ để phấn đấu từng ngày để có thể xây được một căn nhà tặng cho mẹ. Tiết lộ cụ thể hơn, trong quá trình xây nhà, Hùng cho biết chi phí để có căn nhà hai tầng khang trang này là khoảng 3 tỷ đồng. Số tiền này được anh chàng tích góp sau một thời gian dài nên không phải vay mượn ai. Để tiết kiệm tiền làm nhà, mình chỉ chi tiêu vào những khoản cơ bản như ăn uống, thỉnh thoảng mua thêm quần áo. Còn lại thì mình đầu tư vào máy móc, đồ chụp ảnh và quay clip để phục vụ cho công việc. Hùng tiết lộ: "Tuy nhiên vì còn trẻ và lần đầu làm nhà chưa có kinh nghiệm nên cũng nhiều gặp lỗi và chi phí phát sinh nên mới kéo dài như vậy. Sau khi hoàn thiện, căn nhà có tổng cộng 4 tầng, trong đó có một tầng hầm để làm phòng làm việc. Hiện tại Hùng đã lấy vợ và có một bé trai kháu khỉnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây nhà, lấy vợ, sinh con, Hùng cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc sống của mẹ, vợ và con trai ngày một tốt hơn. Ngoài ra anh chàng cũng cảm ơn sự nỗ lực của bản thân và sự yêu mến của tất cả mọi người dành cho gia đình mình."